mọi người. Thì hôm nay mình lại được gặp trong video mới. Hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm một dạng ảnh retro như thế này, nhưng mà thay vì phần bóng người thì mình sẽ thay bằng hình vẽ người thật nha. Các bạn cũng có thể sáng tạo thành một hình poster nè, hoặc là một tấm danh thiếp, một hình giới thiệu công việc, hoặc là thiệp cảm ơn, hoặc mình có thể in lên ốp điện thoại, hoặc là làm bìa tập. Thì các bạn cũng vào canva.com, mình chọn tạo thiết kế và chọn cỡ tùy chỉnh. Thì kích thước để mình làm một tấm danh thiếp là 1320 x 2150. Kích thước này thì mình tham khảo trên Google á. Hoặc bạn có thể tạo kích thước 34 như là 1500 x 2000, hoặc là kích thước hình vuông 1000 x 1000. Để in được ốp điện thoại thì các bạn hỏi bên in ốp nha. Thì ốp điện thoại nó có kích thước riêng. Các bạn hỏi bên in là họ nhận file tự thiết kế như thế nào rồi mình thiết kế nha. Đây là các mẫu mà mình đã thiết kế, các bạn có thể tham khảo. Còn đây là bảng màu mà mình đã sử dụng nha. Để thiết kế ra được hình ảnh như thế này á, thì đầu tiên các bạn tách nền cho hình của mình. Các bạn chọn mục nội dung, mình chọn tải nội dung lên, mình chọn thiết bị và mình chọn hình của mình nha. Sau khi tải lên xong á, thì các bạn vào mục sửa hình ảnh nè, mình chọn công cụ xóa nền. Sau khi xóa nền xong thì các bạn kiểm tra xem là Canva nó đã xóa đúng chưa nha. Các bạn cũng có thể vào mục xóa và mục khôi phục nè, để mình có thể chỉnh sửa lại kỹ hơn. Sau khi xóa nền xong thì các bạn kéo hình cho to ra. Sau đó các bạn mở app Canva trên điện thoại và tải hình này về nha. Sau khi tách nền xong thì các bạn để ý số trang của hình này nha. Sau đó các bạn bấm vào mũi tên, mình chọn lưu dưới dạng, chọn nền trong suốt, mình chọn số trang. Sau đó các bạn bấm vào xong và mình chọn tải xuống. Các bạn tải app Prisma này về điện thoại nha. Mình mở app Prisma lên. Thì phần này các bạn cứ bấm dấu X ở bên góc trái thôi. Bấm vào chọn hình ảnh mình vừa tải về. Thì ở phía dưới này nó có rất là nhiều loại hình, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Còn ở đây thì mình sẽ chọn vào hình này. Các bạn có thể nhấn vào đây để mình chỉnh lại độ sáng của hình nè. Các thông số này thì tùy các bạn thôi nha. Chỉnh xong các bạn nhấn vào chữ V ở phía bên phải để mình lưu. Sau đó các bạn bấm vào Save để tải về. Sau đó các bạn mở app Canva, mình tải hình mình vừa lưu về lên nha. Tải lên xong thì các bạn có thể lên máy tính làm tiếp, hoặc bạn có thể thiết kế trên di động cũng được. Sau khi đổi hình người thật này sang hình vẽ thì các bạn vào mục sửa hình ảnh, mình chọn công cụ xóa nền tiếp nha. Sau đó các bạn bấm áp dụng. Thì các bạn nhìn xem trong ảnh mình đang mặc áo màu gì. Sau đó các bạn vào trang color.co, chọn vào mục Explore. Các bạn gõ vào đây màu áo mà trong hình mình đang mặc nha, hoặc là những màu gần giống với màu áo của mình. Trong ảnh thì mình mặc áo màu đen cho nên mình sẽ gõ tìm màu đen nha. Thì trang này nó sẽ lọc cho bạn những bảng màu có màu đen nè, hoặc là những bảng màu có màu gần tương tự với màu đen như là màu xanh đậm nè. Rồi các bạn chọn cho mình một bảng màu có màu giống với màu áo hoặc là tương tự nha. Thì màu đó xem như là mình đã phối cho nhân vật trong hình. Thì các màu còn lại các bạn dùng để phối nền và chữ nha. Ở dưới đây thì có rất là nhiều bảng màu có màu giống với màu áo của mình nè. Các bạn chọn cho mình một bảng màu ưng ý nha. Những bảng mới mình không biết phối như thế nào á, thì các bạn chọn cho mình bảng màu có những màu tương đồng như thế này. Các bạn có thể dùng màu nhạt nhất để làm nền, màu đậm hơn để làm chữ, hoặc mình có thể dùng màu đậm để làm nền và màu nhạt hơn để mình làm chữ. Các bạn nên chọn bảng màu vừa có màu đậm màu nhạt nha, để mình dễ phối và nó dễ nổi bật hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu thiết kế nha. Các bạn tạo một trang mới. Sau đó các bạn đổi màu nền. Tiếp theo mình vào một thành phần, ở một nét và hình dạng, mình tìm hình tam giác vuông nha. Các bạn bấm vào chọn hình này, sau đó mình xoay hình tam giác lại, rồi mình dời lên phía trên. Các bạn chỉnh chiều dài và chiều rộng như video nha. Thì kích thước ở đây mình cũng kéo nhắm chừng thôi. Sau đó các bạn bấm vào chọn hình vuông. Mình xoay hình vuông lại và các bạn để song song với hình tam giác nha. Sau đó các bạn căn chỉnh lại chiều rộng của hình. Tiếp theo thì mình chọn vào đường thẳng này. Ở phần độ đậm của đường thì các bạn chọn một thông số tùy ý. Ở đây thì mình chọn 39 nha. Sau đó các bạn cũng xoay đường thẳng này lại cho song song với hình. Mình lại chọn vào đường thẳng này và kéo phần độ đậm của đường hơn 60 nha. Tiếp theo mình kéo dài đường thẳng này ra. Các bạn đổi màu từng thành phần như video nha. Tiếp theo thì mình sẽ kéo cái hình mình xuống phía dưới. Thì các bạn muốn cho nó hướng về phía nào thì các bạn chọn vào lật nha. Sau đó các bạn căn chỉnh lại vị trí mình muốn. Để thêm chữ thì các bạn vào một văn bản. Các bạn có thể kéo xuống phía dưới để mình tham khảo các phông. Thì các phông ở đây Canva nó đã phối sẵn cho mình nè. Nếu mà bạn nào không biết phối phông thì mình có thể chọn dưới đây nha. Thì dưới đây nó cũng có rất là nhiều phông retro á. Trong video này thì mình sẽ chọn vào thêm tiêu đề phụ. Các bạn có thể tham khảo phông mình chọn nha. Sau đó các bạn đổi màu cho phông chữ. Mình sẽ chọn một mẫu mà Canva đã phối sẵn nè. Sau khi chọn được mẫu thì các bạn bấm vào bỏ nhóm. Thì mình sẽ gõ nội dung vào từng ô này. Sau khi gõ xong thì các bạn xoay chữ này lại cho song song với cạnh ở phía trên. Sau đó các bạn điều chỉnh lại kích thước. Tiếp theo thì các bạn đổi màu chữ như video. Thì phần chữ này mình sẽ làm lớp bóng ở phía dưới. Sau khi đổi màu xong thì các bạn nhân bảng cho mình thêm một bảng nữa. Mình chọn chữ phía dưới, các bạn vào hiệu ứng, chọn đổ bóng. Và mình kéo thanh di chuyển về không nha. Ở ô màu này thì các bạn đổi màu cho phần trong của chữ. Chữ phụ này thì các bạn cũng kéo to ra. Sau đó các bạn kéo song song với chữ phía trên. Các bạn có thể căn chỉnh lại vị trí nha. Sau đó các bạn bấm vào chữ A để mình đổi màu chữ cho chữ phía dưới nha. Để làm nhãn màu nâu ở bên phải thì các bạn gõ từ khóa như video. Các bạn bấm chọn vào hình đầu tiên. Sau đó mình sẽ đổi màu từng ô ở phía trên nha. Các bạn đổi màu như video. Sau khi đổi màu xong thì bạn cũng xoay nhãn này lại cho song song với đường thẳng ở phía dưới. Để thêm chữ vào phần nhãn này thì các bạn có thể copy ở chữ phía trên nè. Rồi các bạn sửa lại nội dung nha. Thì ở đây mình hơi lười cho nên mình để nguyên nội dung đó luôn. Các bạn có thể chọn căn giữa để cho nó đẹp hơn. Ở phần dưới này thì các bạn có thể thêm chữ hoặc là thông tin liên hệ của mình vào đây. Để làm được những đường sọc thì các bạn gõ từ khóa như video. Mình chọn sọc màu xanh này nha. Sau đó các bạn đổi màu cho sọc này. Các bạn nhớ chỉnh độ trong suốt để cho các đường sọc này nhạt hơn nha. Các bạn kéo đường sọc này vào sát cạnh của hình. Sau đó các bạn nhân bảng thêm một bảng nữa. Rồi mình để nối tiếp với nhau. Mình tiếp tục nhân bảng để che bên dưới nha. Sau khi nhân bảng xong thì các bạn đè nút Shift và mình chọn 4 hình này. Sau đó các bạn vào một vị trí và mình chọn về sau. Nếu thấy các đường sọc đậm quá thì các bạn có thể chỉnh lại độ trong suốt nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hình này. Thì các bạn cũng làm tương tự như đầu video mình hướng dẫn. Các bạn tách nền hình, sau đó các bạn đổi lại thành hình vẽ. Ở đây mình sẽ copy hình ở trên để hướng dẫn nhanh hơn. Mình sẽ cắt bớt các phần thừa của ảnh nè. Sau đó các bạn gõ từ khóa như video. Bấm chọn vào khung hình oval này. Các bạn vào lại một nét về hình dạng, chọn cho mình hình tròn. Sau đó mình sẽ căn chỉnh hình tròn này lại cho bằng với hình oval ở phía dưới nha. Sau khi căn chỉnh xong thì các bạn đổi màu cho hình oval này. Các bạn bấm vào khung oval, các bạn chọn lên phía trước nha. Thì mình sẽ đặt khung oval này lên hình oval màu xanh. Tiếp theo thì các bạn chọn vào hình người, các bạn cũng đưa lên phía trước. Mình nhân bản thêm một hình nữa nha. Các bạn bấm chọn vào một hình người và các bạn đưa vào khung. Sau khi đưa vào khung thì các bạn nhấp chuột vào hình 2 lần. Sau đó mình kéo kích thước này to ra. Các bạn để phần trên nó dư ra một xíu nha. Rồi mình căn chỉnh hình này cho nó vào giữa khung. Ở hình còn lại thì các bạn lưu ý nha. Nếu mà các bạn để chuột vào giữa hình và mình kéo vào khung thì cái hình này nó sẽ vào khung luôn. Thì để không bị như vậy thì các bạn để chuột ở một góc. Sau đó các bạn di chuyển hình làm sao mà chuột nó vẫn ở ngoài khung nha. Thì như vậy hình này nó sẽ không nhập vào khung luôn. Rồi các bạn khéo léo chỉnh vị trí hình trước và hình sau cho nó bằng nhau. Các bạn có thể cắt phần thừa ở dưới, mình chừa phần trên thôi. Sau khi đã chỉnh xong thì các bạn để chuột ra phía ngoài, các bạn kéo, sau đó các bạn chọn vào nhóm. Mình sẽ tạo thêm một trang mới, sau đó các bạn đổi màu cho trang này. Tiếp theo thì các bạn vào một thành phần, mình gõ từ khóa như video để mình làm tia mặt trời nha. Các bạn bấm chọn vào hình này, sau đó mình kéo cho full nền và mình căn vào giữa. Tiếp theo thì mình sẽ đổi màu. Các bạn nhớ chỉnh độ trong suốt để cho đường này nó nhạt hơn nha. Sau đó thì mình sẽ kéo cái hình mình xuống. Ban đầu do mình quên lật hình cho nên vào đây chỉnh hơi cồng kềnh một tí. Nếu các bạn muốn đổi hướng của hình thì các bạn nên lật hình trước, sau đó mình mới sửa nha. Thì phần hình này với phần màu nền nó không ăn nhập lắm thì các bạn bấm vào chọn hình, các bạn vào sửa hình ảnh. Các bạn sẽ điều chỉnh màu ở cây sắc thái và xử lý lệch tông nha. Các bạn nhớ đổi màu cho phần thân và phần đầu có cùng thông số. Tiếp theo thì mình vào một văn bản mình thêm chữ vào. Thì ở đây mình chọn chữ này nè. Chữ này có tới 2 nhóm lận. Thì nếu bạn nào sử dụng một nhóm thì các bạn bấm vào bỏ nhóm và mình xóa bớt một nhóm nha. Sau đó các bạn gõ nội dung vào đây. Tiếp theo thì mình sẽ đổi màu cho chữ. Thì chữ này mình sẽ làm bóng nha. Các bạn nhân bảng thêm một bảng nữa. Mình có thể cắt 2 chữ này qua trang mới để một lát mình dễ nhóm. Các bạn chỉnh thông số màu sắc như video nha. Ở mục dày này thì các bạn có thể chỉnh to nhỏ để chỉnh độ dày của viền chữ. Sau khi chỉnh xong thì các bạn kéo chữ đỏ này đè lên chữ màu đen. Các bạn có thể căn chỉnh chữ đỏ này xích lên một xíu để cho nó có một lớp bóng ở phía dưới. Sau đó các bạn nhóm các chữ này lại. Mình kéo nó lên phía trên và mình chỉnh lại vị trí nha. Các bạn có thể chọn vào thêm tiêu đề để mình thêm các chữ ở dưới. Các bạn có thể tham khảo phong mình chọn nha. Các bạn vào mục hiệu ứng, mình chọn bóng và mình đổi màu cho bóng này. Các bạn có thể chỉnh lại các thông số này tùy ý nha. Mình cũng sẽ chỉnh các chữ này cho nó nghiêng giống chữ phía trên. Để cho nó trông cũ kỹ hơn thì các bạn gõ từ khóa như mình. Mình sẽ chọn khung này nha. Sau đó các bạn kéo cho khung to ra. Tiếp theo thì các bạn đổi màu như video. Để cắt khung này thì các bạn nhấp chuột vào 2 lần. Mình để chuột vào góc này và các bạn kéo lên phía trên. Sau đó mình nhân bảng. Các bạn nhấp chuột vào và mình kéo lấy phần dưới. Rồi mình căn chỉnh lại vị trí của khung. Vậy là đã hoàn thành rồi nè. Thì các hình này các bạn cũng làm tương tự như 2 hình mình vừa hướng dẫn nha. Để làm phần bóng này thì các bạn làm như mình. Các bạn bấm chọn hình ảnh, vào mục sửa hình ảnh. Các bạn chọn shadow, sau đó mình chọn phông nền nha. Để đổi hướng bóng thì các bạn nhấp chuột vào 2 lần. Các bạn sẽ chỉnh thông số trong này nha. Làm xong thì các bạn có thể lưu ảnh của mình về. Để tạo mockup thì các bạn có thể vào trang Smart Mockup. Sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Thì trang này có thể tạo nhiều mockup khác nhau. Trong mục riêng này thì có nhiều danh mục khác nhau nữa. Thì mình sẽ chọn một nha. Các bạn bấm vào upload ảnh. Sau đó các bạn chọn hình mình vừa tải về. Trang này nó sẽ trả cho mình kết quả rất là nhiều mockup luôn. Các bạn có thể chọn vào mục riêng này để cho trang nó lọc lại những cái miễn phí nha. Các bạn ưng hình nào thì các bạn bấm vào hình. Thì ở phần này các bạn có thể điều chỉnh lại kích thước cho mockup. Điều chỉnh xong thì các bạn bấm vào rớp nha. Để tải về thì các bạn bấm vào nút download. Thì ở đây nó có kích thước medium nè. Rồi sau đó các bạn tải về lưu về máy của mình thôi. Mình thử chọn một mockup ấp lưng nè. Có rất là nhiều mẫu luôn, các bạn có thể chọn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong rồi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video tới. Bye bye.